Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố tổ chức hội thảo với chủ đề Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố. Dự hội thảo có ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố, Lương Nguyễn Minh Triết. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Thời gian qua, các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ trong hoạt động của ngành, mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu từ các đơn vị địa phương đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến một số khó khăn vướng mắt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan tư pháp, cơ chế hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, đặc biệt đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao chất lượng và các ý kiến giải pháp đề xuất tại hội thảo, xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu. Đến nay, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó cũng đã lan tỏa đến các cơ quan tư pháp trên địa bàn nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cần dựng diện rõ các nguy cơ thách thức để có giải pháp phù hợp. Các cơ quan tư pháp cần lưu ý từ việc nâng cao nhận thức đến khâu tổ chức thực hiện. Vấn đề nhận thức là vấn đề lớn. nhận thức cả về phía cơ quan nhà nước, cả về cán bộ công chức và đặc biệt là của người dân tham gia vào cái dịch vụ công này. Tăng cường thông tin, tăng cường cái uh, sử dụng tăng cường cái ứng dụng và bố trí con người cho cái việc này thì trước hết trong người đứng đầu quan trọng nhất vẫn là cái uh, bố trí nguồn lực đầu tư trang thiết bị về công nghệ thông tin uh, nhất là máy móc bây giờ đừng nói trên cái đề án 06 xã phường là tôi thấy là cái này rất là quan trọng mà ảnh hưởng trực tiếp tới người dân hiện nay cả hộ tịch cả lý lịch tư pháp cả hàng loạt thứ là nó phụ thuộc cái 06 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan tư pháp tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tăng cường đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, việc lưu trữ số hóa tài liệu và đề xuất hoàn thiện vấn đề pháp lý liên quan. Thành phố cũng sẽ xem xét có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin và các dịch vụ công trực tuyến.